Hai mọi người ơi, chỗ mình trời đang mưa nè, mình vào bếp làm món mì trộn xúc xích ăn đấy mọi người. Đầu tiên là mình sẽ chiên xúc xích lên nha, sau đó thì làm trứng lòng đào nè, tiếp theo là mình luộc mì, sau đó thì mình sẽ đổ cái gói muối vào, nhớ là đổ một ít thôi nha, không là nó mặn đấy. Sau khi xúc xích chiên xong rồi thì mình sẽ cắt ra để vừa ăn nè, trứng chiên lòng đào đấy, mọi người nhìn thấy ngon không, xịt chút tương ớt nữa nhé, cực kỳ ngon luôn. Wow, có ai đã thấy thèm chưa nào? Bây giờ thì mình mời cả mọi người cùng ăn với mình nhé, đây là bữa trưa của mình đấy mọi người. Trời ơi, ngon quá, mời mọi người cùng ăn nhé. Hãy